Các bạn đang nghe podcast kênh Share Space, Thái Bếp Thâu Tóm Sabico. Việc Thái Lan thâu tóm viên ngọc quý của Việt Nam. Thương vụ Thái Lan Beverage mua lại 53,59% cổ phần của Sabeco, tổng công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn vào năm 2017 đã tạo tiếng vang lớn trong ngành bia châu Á. Với lịch sử hơn 140 năm cùng các thương hiệu có tiếng như Sài Gòn Bia và 333 Bia, Sabeco tại thời điểm diễn ra thương vụ đã nắm giữ 41% thị phần ngành bia Việt Nam. Không chỉ là hãng bia hàng đầu tại Việt Nam, Sabeco cũng được đánh giá là thương hiệu bia thuộc top đầu ASEAN. Tuy nhiên, sau thương vụ thoái vốn nhà nước với mức giá cổ phần cao chưa từng có, tài phiệt Thái Lan chính thức bước chân vào Sabeco. Cuối năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Beverage đã mua hơn 343,6 triệu cổ phiếu Sabeco, tương ứng 53,59% vốn với mức giá cao nhất 320.000 đồng trên một cổ phiếu. Nhưng ít ai biết được rằng Việt Nam Beverage lại chính là công ty con của Thái Bev, giúp công ty này thâu tóm Sabeco với giá trị 4,8 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 110.000 tỷ đồng. Nhưng điều đáng chú ý là khoản tiền mua lại này không phải là tiền vốn tự có, mà được tài trợ từ các ngân hàng Thái Lan và Singapore với thời hạn 2 năm. Ngoài mạng lưới phân phối khổng lồ của Sabeco để người Thái tận dụng chiếm lĩnh thị trường bia Việt Nam, thì Sabeco còn là mảnh đất màu mỡ để Thái Bev chi mạnh tay tới vậy. Bởi quỹ đất vàng mà Sabeco nắm giữ đều nằm ở vị trí đắc địa và có diện tích lớn. Bên cạnh quyền sử dụng đất giá trị lớn lao, người Thái muốn thông qua thị trường Việt Nam để từng bước thống lĩnh Đông Nam Á. Tuy nhiên, người Thái có lẽ đã không gặp may trong 5 năm đầu tiên tiếp quản thương hiệu bia Sài Gòn khi thị trường bia Việt Nam trải qua hai khó khăn lớn bao gồm: hành vi của người tiêu dùng thay đổi sau khi quy định có nồng độ cồn trong máu thì không được điều khiển phương tiện giao thông có hiệu lực từ đầu năm 2020 và đại dịch Covid-19. Dù vậy, người Thái vẫn thành công trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bia lớn hàng đầu Việt Nam. Vậy bạn nghĩ sao về thương vụ này? Liệu đây có thực sự là một bước đi thành công của tỷ phú Thái Lan?